năm bộ phim giúp tên tuổi Song Hye Kyo vang danh toàn cầu. Nổi tiếng với khả năng diễn xuất, Song Hye Kyo còn có tác động đáng kể đến bối cảnh phim truyền hình Hàn Quốc. Khi nhắc đến phim truyền hình và giải trí Hàn Quốc, Song Hye Kyo là cái tên đồng nghĩa với sự đa năng. Nữ diễn viên nổi tiếng đã mang đến những màn trình diễn khó quên, từ những câu chuyện tình yêu cảm động đến những bộ phim tình cảm mãnh liệt, làm say lòng khán giả trên toàn thế giới. Nổi tiếng với khả năng diễn xuất, Song Hye Kyo còn có tác động đáng kể đến bối cảnh phim truyền hình Hàn Quốc. Dưới đây sẽ là 5 màn trình diễn đáng nhớ nhất của cô ấy. The Glory 2022, Vinh Quang Trong Thù Hận. Moon Jong Eun, do Song Hye Kyo thủ vai, tìm cách trả thù sau khi bị buộc thôi học do bị bắt nạt học đường và hành hung nghiêm trọng. Vai diễn của Song Hye Kyo gây cảm động sâu sắc, lôi cuốn người xem vào cuộc hành trình lâu dài và quyết tâm tìm kiếm công lý của nhân vật chống lại những kẻ hành hạ cô. Now, We Are Breaking Up 2021, Bây Giờ, Mình Chia Tay 2021. Song Hye Kyo đóng vai Ha Jang Eun, trưởng nhóm thiết kế thời trang tinh tế và kiên cường, phải đối mặt với sự phức tạp của tình yêu cùng sự đau khổ. Màn trình diễn của cô trong bối cảnh hào nhoáng của ngành thời trang đã tạo thêm chiều sâu độc đáo cho việc miêu tả các mối quan hệ và cảm xúc. Encounter 2018, Gặp Gỡ. Bị hạn chế bởi những kỳ vọng của xã hội, Cha Soo Hyun do Park Bo Gum thủ vai, dấn thân vào hành trình khám phá bản thân và lãng mạn. Phản ứng hóa học của Song Hye Kyo và Park Bo Gum tỏa sáng xuyên suốt bộ phim, cân bằng giữa sự tổn thương cùng sức mạnh trong một câu chuyện kể đầy thú vị. Hậu Duệ Mặt Trời 2016. Đây là một trong những vai diễn mang tính biểu tượng nhất của Song Hye Kyo. Cô đóng vai bác sĩ Kang Mo Ji-ong trong loạt phim được nhiều người yêu thích này. Chân dung đầy sắc thái của cô về việc cân bằng giữa tình yêu và nghĩa vụ trong một môi trường phức tạp đã gây được tiếng vang với người hâm mộ trên toàn cầu, khiến bộ phim trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người đam mê phim truyền hình Hàn Quốc. Thác Winter, The Wind Below 2013, Gió Đông Năm Ấy. Trong một câu chuyện hấp dẫn về sự lừa dối và tình yêu, Oh Ha-jung do Song Hye Kyo thủ vai, một nữ thừa kế khiếm thị và mối quan hệ phức tạp của cô với một người đàn ông lừa dối đã được hiện thực hóa. Bộ phim đi sâu vào chủ đề về sự tổn thương và sức mạnh của tình yêu, với sự thể hiện mạnh mẽ của Song Hye Kyo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.